ND. Ok, mình cũng vừa mới đặt mua cái mạch hàn cell pin các bạn ạ. Cái mạch hàn cell pin trước của mình thì nó cũng bị cháy rồi. Có một cái video mình có làm về cái siêu tụ xong bắt đầu dùng qua cái siêu tụ phát là nó cháy luôn. Thế mới đen Bây giờ mình thấy cái mạch mới này nó cũng hay hay. À, nên là mình đặt mua về thì đây, đây là một cái mạch hàn treo pin mới các bạn nhé. Các bạn sẽ chiêm ngưỡng của nó. Thì cái mạch này mình đặt nguyên một cái mạch này thôi. Là khoảng hơn 200 000 một cái mạch như thế này. Ở đây nó sẽ có một quyển hướng sách hướng dẫn này. Thì với cái mạch hàn này thì các bạn có thể là dùng ác quy hoặc là các cái loại pin 3S như thế này. Và các bạn lưu ý là với những cái mạch hàn xeo pin này thì các cái dòng xả của pin hay ác quy là phải dòng xả cao các bạn nhé. Chứ còn cái dòng xả thấp thì là sẽ không thể sử dụng được đâu và nếu như mà các bạn mà dùng cái ắc uh, quy thì các bạn sẽ uh, dùng các cái loại ắc quy mà có cái dòng là từ 20A cho tới 100A và dòng xả thực của nó đấy. Đây là nếu như ắc quy cũ, còn nếu như ắc quy mới thì các bạn nên dùng những cái loại mà 40A trở xuống thôi. Còn cái uh, pin 3S thì các bạn sẽ dùng cái loại từ 25C tới 60C, đây là cái dòng xả của nó. Như cái pin này là dòng xả 70C nhưng nó bị phồng rồi nên là khả năng cái dòng xả nó sẽ thấp hơn. Còn nếu như các bạn dùng siêu tụ thì các bạn cũng cần phải hạn chế dòng của nó nhé. Nếu vì siêu tụ nó xả mạnh lắm. Nếu như các bạn mà không hạn chế dòng hay là khả năng là cháy đấy nhá Thì các bạn thấy ở trên mạch của nó đây thì nó sẽ gồm có 5 con mốt phép. Và theo như hãng sản xuất thì đây là 5 con mốt phép của Đức do hãng Infineon sản xuất các bạn nhé. Ở đây có ba cái nút bấm này gồm có nút bật tắt này và hai cái nút cộng trừ. Và cái nút cộng trừ này để, để điều chỉnh các cái mức này ở đây nó có 99 mức các bạn nhé. À, đây là đầu vào này còn đây là đầu ra này và các bạn có thể là gắn các cái chuẩn chân rắc cắm như cái cái rắc cắm x60 này đây cái rắc đây là cái chuẩn x60 các bạn gắn vào đây thì nếu các bạn hay dùng pin 3S thì các bạn sẽ hàn thêm vào đây phía mặt sau của nó thì các bạn thấy là nó không có gì và họ để chờ cho chúng ta năm cái chỗ để chúng ta hàn tiếp năm con mốt phép vào đây đấy năm con mốt phép này mắc song song nó tương ứng với năm con mốt phép ở trên này nếu như mà các bạn có tiền mua thêm năm con mốt phép nữa thì các bạn gắn vào đây và tổng cộng có 10 con mốt phép và 10 con mốt phép này được đấu song song với nhau và nó sẽ làm tăng công suất của cái mạch này lên và tất nhiên những cái đường mạch này các bạn cũng nên hàn cái thanh đồng vào như ở trên này đây thanh đồng này để nó tăng cái dòng tải của nó và đây là mạch mình mua nguyên không Còn nếu như các bạn muốn sử dụng được Thì các bạn sẽ phải chế thêm những cái dây Đây như cái đây mình đã chế một cái dây đầu vào Đây là những cái bộ của mạch cũ Nên là mình không mua thêm nữa Đây là đầu vào này Các bạn gắn vào đây Đầu vào Và đầu ra Đầu ra thì các bạn gắn vào đây thì cái đầu ra mình cũng có một cái tay cân lực đây thì các bạn nối vào còn nếu không có thì các bạn chế ra cái tay hàn và hãng người ta cũng bán sẵn cho các bạn là dây đầu vào dây đầu ra à, nếu như các bạn không có thì các bạn có thể là mua sẵn kèm combo luôn cũng được. Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành test nó xem nó như thế nào. Mình đã kết nối dây đầu vào và dây đầu ra và với cái tay hàn đây rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn các cái kẽm độ dày khác nhau. Mình có bốn cái loại kẽm đây: 0,25, 0,2, 0,15 và 0,1. Mình sẽ tiến hành hàn bốn cái kẽm này trên cái thân pin này. Đây là cái pin 18650 và chúng ta sẽ xem xem cái khả năng hàn của nó như thế nào. Mình sẽ sử dụng luôn cái viên pin phòng này của mình để mình cấp nguồn này. OK. Khi mà các bạn cắm vào một phát thì nó sẽ tự động bận lên luôn. Đây, cái nó đang ở cái mức 1. Ở đây nó sẽ có 99 mức bằng cách là tăng giảm này. Đây là tăng này. Đấy, đây là giảm này. Còn ở đây bật tắt này. Nhấn một lần là nó tắt này. Thì nó không hiển thị lên màn hình là tắt này. Bật này. Bây giờ mình sẽ hàn cái kẽm 0.25 là mình sẽ đặt ở cái mức cao nhất. À, khi mà các hai bạn hàn kẽm thì các bạn sẽ phải hàn thử trước để xem là mình đặt ở cái mức nào cho nó phù hợp với cái độ dày kẽm của mình và nó phù hợp với cái dòng xả của cái nguồn của mình các bạn nhé Bây giờ cái nguồn của mình nó nó yếu rồi à, và mình sẽ hàn với cái kẽm dày trước. Tại sao mình lại hàn dày trước? Bởi vì cái nguồn nó yếu nên là mình phải hàn trước để khi mà sau đấy nó xả bớt đi thì mình vẫn còn hàn được cái kẽm mỏng. À, và cái kẽm dày này thì mình sẽ phải đặt ở cái mức tương đối lớn. Các bạn có thể nhấn giữ và các bạn nhấn giữ như này thì nó sẽ tăng lên này. Ở đây mình sẽ đặt ở cái mức gọi là 9 98% đi, nó có 99 mức. Nhưng mà mình sẽ đặt ở cái mức 98 đi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành dùng cái kẽm 0.25 mà mình sẽ hàn vào cái thân pin này và chúng ta sẽ quan sát xem cái khả năng hàn của nó như thế nào và hàn thì các bạn chỉ cần uh, chấm hai cái đầu uh, tay hàn này vào cái kẽm và sẽ chờ khoảng một giây là nó tự động nó kích hoa hàn cho chúng ta và chúng ta không cần phải uh, bấm một cái nút nào các bạn nhé ok một mối hai mối Rồi. đây các bạn nhìn thấy đây Thứ nhất là cái mối hàn mình đánh giá là cũng khá ok, khá đẹp đấy các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ được xem cái độ bền và cái độ ăn chắc của nó như nào. À, mình sẽ thử rút nó ra xem nó có ok không nhá. Có chắc không nhá. À, chắc kệ. Chắc Đây, chắc phết đấy các bạn ạ. Đấy. Đứt thiết luôn nhá, đứt kém luôn này các bạn này. Đấy, thủng lỗ kém luôn. Như vậy là cái khả năng ăn chắc của cái uh, mối hàn là khá ok. Rồi, như vậy là hàn 0.25 là rất chi là ok rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chuyển sang 0.2 0.2 thì mình sẽ đặt ở cái mức là 80 đi Mình sẽ lùi nó xuống Ok, mình sẽ đặt ở cái mức là 80 các bạn nhé Và đây mình sẽ dùng cái kẽm 0.2 mình sẽ hàn Hàn thì các bạn không cần nhất thiết là các bạn phải 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 nhấn lực mạnh đâu nhá. Các bạn làm sao mà dí cái kẽm vào chặt cái viên pin và chúng ta chỉ cần để cái đầu hàn nhẹ nhàng thôi, không cần phải ấn lực mạnh quá đâu. Ok. Đây là mối hàn của cái kẽm dày 0.2 các bạn nhé cũng khá là đẹp luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục xem về cái độ chắc chắn của nó xem như nào. Ui giời ơi, cực kỳ chắc luôn nhá, 0.2 thì quá ngon lành luôn này các bạn này. 0.25 thì các bạn, đây này các bạn nhìn thấy à, nó ăn đứt cả thiết luôn. Đấy, đứt cả kẽm luôn. 0.2 là ok, mình đối với pin pin của mình thì mình để ở mức 80, 0.2 rất ok. Và theo quảng cáo của hãng thì cái này mình có thể hàn lên cái thia kẽm dày tới 0.3 cơ. Đấy, bây giờ mình sẽ test tiếp với 0.15, 0.15 thì chắc là sẽ ngon lành cành đào hơn rồi. 0.15 thì mình sẽ đặt ở cái mức là 50. Ok, bây giờ mình sẽ đặt ở cái mức 50 này và mình sẽ hàn xem nào. 0,15. Đây, đây là mối hàn của cái kẽm 0,15. Nói chung là về mối hàn thì mình thấy đẹp rồi. Quan trọng là chắc hay không. chắc phết đấy các bạn. 0,2 mà hàn được thì những cái mối nhỏ hơn này thì ok thoải mái nhá. thoải con gà mái các bạn nhé Đây này rách hết thiết luôn này rách hết kẽm luôn này các bạn nhé 0,15 là ok rồi đến 0,1 thì chắc mình chỉ đặt ở cái mức khoảng 25 thôi 25 ok nhá Úi trời ơi có vẻ như là 0,1 thì mạnh quá Ok Đây Mối hàn của cái kẽm dày 0.1 đây Chúng ta sẽ xem xem cái độ chắc chắn của nó xem nó như nào các bạn nhé Cũng rách thiết luôn, rách kẽm luôn khi mà chúng ta lấy ra Đây các bạn nhìn thấy chưa Nó hàn cực kỳ chắc luôn Như vậy là với cái uh, mạch hàn như thế này Các bạn có thể hàn thoải mái các cái kẽm từ 0,3 trở xuống các bạn nhé và hiện tại thực tế thì mình kẽ test là cái kẽm 0,25 là hàn rất ok rồi kẽm 0,3 thì là mình không có ở đây nên là mình chưa test được nhưng mà theo quảng cáo của hãng thì mạch này có thể hàn được cái kẽm dày tới 0,3 trở xuống à, mình thờ thấy là cũng ấm ấm như đấy rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái mạch hàn xeo pin giá rẻ nó chỉ có khoảng hơn 200k một chút thôi nhưng mà về cái công dụng của nó thì mình thấy khá ok nếu như mà bạn nào mà dùng hàn ít và thỉnh thoảng mới hàn thì mình nghĩ là cái mạch này là phù hợp bởi vì nó rất kinh tế nó chỉ có hơn 200k thôi còn nếu các bạn hàn nhiều thì các bạn một là các bạn có thể là mua mạch này và mua thêm 5 con phép này để gắn vào đây sau đó là các bạn sẽ tản nhiệt cho nó tốt hơn thì các bạn vẫn có thể dùng hàn nhiều được còn nếu không các bạn nên mua những cái máy hàn to ấy. cái máy hàn mà nó có nguồn ở bên trong sẵn rồi ấy, cắm thẳng trực tiếp vào điện 220 ấy, thì công suất của nó luôn luôn đảm bảo và hàn nó nhanh và hàn nó nhiều hơn còn cái mạch này thì chúng ta sử dụng pin các cơ pin này thì các bạn phải mua thêm pin các thứ hoặc là nhà các bạn có sẵn thì các bạn nên dùng cái mạch này thì nó rẻ hơn và bạn hay dùng ít thì các bạn mới dùng mạch này các bạn nhé. Rồi mình cũng vừa mới chia sẻ tương đối chi tiết về cái mạch hàn sao pin này cho các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.